Trong phẩm thứ 11 Kinh Địa Tạng có đoạn có ý nghĩa là thờ Ngài Địa Tạng hướng phía Nam thì được 10 lợi ích. Tuy nhiên, con có một thắc mắc, nếu hướng phía Nam là không hợp với tuổi của gia chủ thì phải làm thế nào ạ? Kính xin Thầy giải đáp cho con ạ. Phật đó thì không có cần theo phải hướng gia chủ. Thì thường theo như người ta về phong thủy ấy, thì người ta hướng thờ theo mệnh của gia chủ thì người ta chỉ lấy ban thờ của gia tiên và thần linh gia tiên nhà mình thôi. Còn Phật đó thì hướng nào cũng được, Đông Tây Nam Bắc, Đông Nam Tây Nam, Đông Bắc Tây Bắc, Đông, hướng nào cũng được. Nhưng mà ở trong kinh ấy, thì vì sao lại nói rằng ấy, nên thờ Bồ Tát về hướng phía Nam? Vì Bồ Tát Địa Tạng đạo tràng của Ngài là ở gì? Ở phương Nam. Của cõi Nam Thiệm Bộ Châu này Ngài gì? Đạo tràng của Ngài ở phương Nam. Thì chúng ta nên hướng về đó thì để cho cái tâm của mình á, nó có cái chỗ quy thú. Giống như cõi Tây Phương Cực Lạc là ở gì? Ở phương Tây. Của cõi Nam Thiệm Bộ Châu chúng ta này, tức là trái đất chúng ta này. Cho nên thì khi mà người tu niệm Phật cầu vãng sinh Tây Phương Cực Lạc á, thì người ta thì lúc người ta mất á, hoặc trước khi mất á, thì người ta thì cũng thường hay quay mặt về phương Tây. Đó, thì kiểu như đấy cũng là cái biểu pháp thôi. Chứ còn á, người quay mặt về phương Đông mà nhất tâm niệm Phật thì vẫn vãng sinh Tây Phương, không có sao. Người quay mặt phương Nam mà nhất tâm niệm Phật thì vẫn có thể vãng sinh Tây Phương cũng được. Nhưng mà cái này là các tổ ngày xưa thì các cụ là nói là nên nếu có điều kiện thì quy thú về hướng đó thì tốt. Ví dụ nhà cửa chúng ta mà hợp với hướng Nam, đặt cái ban thờ Phật, thờ Bồ Tát Địa Tạng mà hợp với hướng Nam á, thì chúng ta nên đặt về hướng Nam là gì? Để cho hướng về cái nơi mà gì? Đạo tràng trú xứ của Ngài ở để hoằng pháp độ sinh á, thì có thể thì mình nói là gì? Nó thuận theo cái tâm của mình cảm thấy là nó hoan hỉ thoải mái thì nó tốt hơn chẳng hạn, vân vân. Tức là mình quay về cái hướng của các Ngài thì cũng sẽ tốt. Nhưng mà nhà mình không có điều kiện, cái hướng nhà nó không hợp với cái đó thì không thể quay được thì cũng không sao. Chúng ta đừng chấp mắc về cái đó, không nên chấp mắc về cái đó và cho cái đó là quan trọng nhất. Cái đó chỉ là cái gì? Cái phương tiện thôi. Phật Bồ Tát cái đó nói lấy là phương tiện. Vì sao nói là phương tiện? Vì đạo tràng của Bồ Tát Địa Tạng là ở phía Nam, quanh Nam Thiểm Bộ Châu. Cho nên trong kinh Đức Phật nói gì? Trong phẩm 11 kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng, Đức Phật cũng nói là chúng sinh ở đời sau này thì nên cầu nguyện cái điều gì? Nên gì? Quay mặt về hướng Nam. Hay là làm gì? Làm nhà thờ, làm chùa, làm chuyện quay mặt về hướng Nam để gì? Để thờ Ngài. Thậm chí là 7 chén nước mang uống cúng cho người bệnh đó, để cầu nguyện cho người bệnh nhanh khỏi, hay là cầu nguyện cái gì đó cũng gì? Cầu cho thông minh trí tuệ thì cũng nên quay mặt về hướng Nam để cầu xin Bồ Tát để gì? Để rồi uống. Thì đấy là phương tiện của Đức Phật, khiến cho chúng ta Đức Phật phương tiện nói để khiến cho chúng ta là có một cái chỗ quy thú. Đối với hàng phàm phu thì có chỗ quy thú nhất định để mà hướng tâm. Giống như Đức Phật nói gì? Phật thì pháp thân của Phật đó thì có khắp mọi nơi, mọi chốn, mọi xứ. Kể cả ngoài đồng không mông quạnh gì cũng có Phật, trong A Tỳ địa ngục cũng có Phật, trên cõi trời Đao Lợi, cõi trời Hữu Đỉnh cũng có Phật. Khắp tam thiên đại thiên thế giới này, nơi đâu gì? Nơi đâu cũng có Phật, nhỏ như trong vi trần, tức là một hạt bụi đó thì trong đó cũng có Phật ở trong đó, vân vân. Lớn như vậy bao trùm cả hư không thì pháp thân Phật cũng ở trong đó, vân vân. Nhưng mà đấy thì nói về lý là như vậy. Còn nói về sự thì chúng ta phải có gì? Có nơi để thờ Phật, tức là gì? Có chùa đó, có phòng thờ đó, có tranh ảnh, có tôn tượng để làm chỗ quy thú đó. Chúng ta không thể vào nhà vệ sinh để tụng kinh, để niệm Phật mà coi đó là gì? Coi đó là có Phật ở trong đó, và chúng ta đỉnh lễ trong nhà vệ sinh, đỉnh lễ cái bồn cầu là đỉnh lễ Phật. Lý thì gì? Thì đâu đâu cũng có Phật đấy, nơi nơi có Phật. Nhỏ như hạt vi trần thì Phật cũng ở, pháp thân Phật cũng ở trong đó, thì đâu mà chẳng được. Nhưng mà về sự thì không nên, sự thì không được. Sự thì chúng ta không thể vào trong phòng vệ sinh, đỉnh lễ bồn cầu và cứ là Nam Mô A Di Đà Phật và coi cái bồn cầu đó là gì? Là tranh ảnh, là tôn tượng của Phật để đỉnh lễ được. Đó, cho nên ở đấy chúng ta cũng phải hiểu lý sự, thì chúng ta cũng phải hiểu. Nhưng khi mà chúng ta gì? Tâm chúng ta mà đạt đến cái cảnh giới bất niệm tự niệm, hoặc là cảnh giới gì? Nhất tâm bất loạn, niệm Phật được nhất tâm bất loạn, thì đúng là nơi đâu cũng có Phật. Nhưng bây giờ thì chúng ta chưa được điều đó, thì lý sự chúng ta cũng tùy theo để làm thế nào cho nó hợp lý. Đó, tức là lý là sao? Ở đây tôi nói là lý tức là nói về lý thì đâu đâu Phật, là nói sự tức là sự vật, hiện tượng, hiện tướng ra bên ngoài. Ví dụ như là gì? Cái lý của chúng ta tụng kinh niệm Phật phải ở gì? Ở nơi trang nghiêm để mà tụng kinh niệm Phật. Ít nhất thì chúng ta cũng ngồi vào cái bàn, thì có cái bàn cái để niệm Phật. Hoặc là chúng ta thì ra cái ngồi dưới gốc cây hoặc ở trong hang đá cũng có thể tụng kinh niệm Phật. Nhưng mà gì? Nhưng mà vào trong nhà vệ sinh thì không nên niệm Phật to tiếng, cũng không nên mang kinh vào đó để đọc. Vì sao? Vì như vậy thì cái nơi ô uế như vậy, cái tướng của nó gì là còn uế tạp như vậy, thì chúng ta cũng vì kính Phật, kính trọng lời dạy của Phật, cho nên không vác kinh điển vào trong nhà vệ sinh để học, để đọc ở trong đó. Không, chúng ta không gì thay vào cái bồn cầu này gì? Là tôn tượng tranh ảnh của Phật. Vì sao? Vì như thế thì nếu mà tâm chúng ta mà viên dung đắc đạo rồi phiền não không khởi ấy, thì làm điều đó thì có thể được. Nhưng mà chúng ta còn là phàm phu ấy, thì phải có lý có sự cho nó đàng hoàng, phân định cho nó rành rọt để mà tu tập làm sao để cho mình tội diệt phúc sinh. Cho nên trường hợp ở đây thì thầy nói rằng gì? Phật tử này nói rằng thì Phật tử này không hợp, gia chủ không hợp với mệnh của gia chủ, không hợp với hướng Nam. Thế thì đặt ban thờ tượng Bồ Tát Địa Tạng ở hướng đó có sao không? Và không sao. Mệnh gia chủ này về phong thủy thì có thể người ta chia là Đông Tứ Trạch và Tây Tứ Trạch. Đông Tứ Trạch là hợp với hướng Đông, Đông Nam, Chính Nam và Chính Bắc. Tây Tứ Trạch là hướng Tây, Tây Nam, Tây Bắc và Đông Bắc. Nhưng mà mình là thuộc Tây Tứ Trạch, nhưng mà thờ Phật vẫn có thể về Đông Tứ Trạch, không sao cả, không ảnh hưởng gì cả. Vì Phật Bồ Tát thì hướng nào cũng tốt, cũng đẹp. Thì cái này thì chúng ta không nên nặng nề vào cái đó.